Bạn thích ăn trứng gà nhưng chắc chắn không biết cách luộc trứng lòng đào này. Bạn cắm đũa vào sát phía trên lòng đỏ, rồi chậm chậm rót nước sôi vào. Cái trứng từ từ sẽ chín lên. Lưu ý bạn phải rót chậm thôi, nếu đổ quá nhiều thì cái lòng đỏ sẽ bị chín hẳn. Tuy cách làm hơi vô tri nhưng kết quả ổn nha.